Chào các bạn nhé, video này mình sẽ giới thiệu với bạn bức tranh, các bạn cái bức tranh theo chữ thập Tam Thế Phật đấy ạ. Mã tranh là A1192, kích thước là 148 nhân với 89 cm. 89 này là chiều, 89 là chiều dọc này các bạn nhé, còn 148 đây là chiều ngang. Mình mở tranh nhé. Hãng tranh này là hãng tranh Dylan Hua các bạn nhé. Dylan Hua. Tranh rất là đẹp luôn ạ. Tranh này có tờ hướng dẫn này các bạn này. Đây là màu chỉ các bạn nhé. Giờ mình mở tranh cho các bạn xem nhé. Đây là mình mở tờ hướng dẫn này. Tranh này thì có một bảng chỉ các bạn nhé, gồm 16 màu chỉ. Chỉ cốt tông rất là mềm mượt này các bạn này. Đây, sợi chỉ đấy mình quay gần cho các bạn nhìn nhé. Đây là của hãng Dylan Hua. Mình cũng thêu chỉ 3 sợi thôi các bạn nhé. Một sợi này là có 6 sợi con, các bạn tách đôi ra. Các bạn thêu 3 sợi thôi. Tranh rất là to này các bạn này. Các cái phần này là mình không phải thêu nhá. Người ta in sẵn hết rồi này. In như thế này, khi mà các bạn thêu hết các cái phần thêu rồi thì các bạn mang đi giặt thì các cái phần này vẫn giữ nguyên như này nhá, màu mực không bị mất đâu ạ. Màu mực vẫn nguyên xi như thế này. Đây là bảng chỉ này các bạn này. Đây là có 16 màu chỉ. Cột từ 1 đến 16 là 16 màu chỉ. Còn cột ở giữa này là ký hiệu ở trên tranh cần phải in các bạn nhé. Ví dụ như là ký hiệu trên tranh mà người ta vẽ như này thì các bạn sẽ thêu màu số 4 vào. Ví dụ như là ký hiệu màu này trên tranh, vạch vạch xanh nền hơi trắng trắng, thì các bạn thêu màu 14 vào nhé. Tất cả các phần này là mình không phải thêu này. Đây mình sẽ quay hết tranh cho các bạn xem nhé. Đây, các phần này mình cũng không phải thêu nhé. Tranh rất là to nên là mình sẽ kéo từ dưới lên trên cho các bạn nhìn luôn này. Đây, các phần này là mình không phải thêu và nó vẫn nguyên xi như này. Khi các bạn giặt thì vẫn nguyên như thế này luôn. Đây, từ phần chỗ này là mình phải thêu này.
từ phần đây nhé, hết vào đây các bạn cần phải thêu này. Bàn chân này mình không phải thêu, hoa sen không phải thêu nhé. Tất cả phần dưới mình không phải thêu. Đấy ạ. Mình thêu áo này. Tay là không phải thêu. Thêu áo đây các bạn. Tóc này, trên đầu này. Tất cả phần nền này là mình không phải thêu ạ. Phần dưới này mình cũng không phải thêu nhé. Đây các bạn nhìn này. Chân không phải thêu ạ. Các phần chân này là không phải thêu. Mình sẽ thêu hết phần áo này. Mặt và ngực mình không phải thêu nhé. Mình thêu hết phần này thôi ạ. Đây. Tay mình không phải thêu. Hai bàn tay là mình không thêu. Trên tóc là mình có thêu này. Phần này là có thêu này. Phần này là không thêu ạ. Mình sẽ zoom ký tự cho các bạn nhìn nhé. Rất là rõ nét này. Dễ thêu. Bước này hơi to một chút cho nên mình sẽ kéo từ trên xuống dưới cho các bạn nhìn nhé. Đây phần này mình thêu này. Mình thêu áo này. Hết cả xuống đây này. Tay là mình không thêu, sen mình không thêu nhá. Mình thêu trên đầu này, tóc này. Tất cả phần nền là không phải thêu ạ. Mẫu này rất là đẹp luôn các bạn. Tất cả phần nền này là mình không phải thêu tí nào nhé. Phần dưới này mình cũng không phải thêu chút nào đâu ạ. Mình zoom cái phần không phải thêu cho các bạn nhìn này. Họ in rất là nét. Đây phần này mình cũng không phải thêu này. Rất là rõ nét luôn này. Mình chỉ thêu ở phần giữa thôi.
rất là nét luôn các bạn. Mình zoom lên nhé. Bạn nào mà cần tư vấn hay hỏi về mẫu nào thì cứ nhắn cho mình nhé. Cái Zalo của mình có ghi ở đây ạ, cái phần trên này mình có ghi Zalo nhé, Facebook của mình này, đây là Shopee. Bạn nào có thể đặt, nếu mà dùng Shopee thì các bạn có thể đặt qua Shopee hoặc các bạn có thể chat Zalo cho mình nhé. Mình sẽ lấy link ở các cái shop khác mình gửi cho các bạn nhé. Đây Shopee thì các bạn vào cái Shopee tranh đỉnh đá Hà Nội, viết thường không dấu nhé. Mình sẽ đăng nhiều mẫu khác nữa nên là mong các bạn sẽ ủng hộ shop, đăng ký kênh, bấm chuông để nhận những video mới của mình ạ. Mình cảm ơn các bạn nhé. Khi mà gửi tranh thì mình sẽ gửi kèm thêm kéo và kim tặng các bạn nhé. Còn trên tranh thì đã có hai kim người ta gài ở mép tranh rồi nhé, xưởng đã gài ở mép tranh rồi, mình chỉ gửi tặng thêm kéo và kim nữa thôi. Đây ạ, có hai kim gài mép tranh này các bạn này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ạ. Chào các bạn.